Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật nhiều năng lượng và nhiều sức khỏe. Vâng kính thưa quý vị, cập nhật tin tức mấy hôm nay thì chúng ta thấy có những chuyện ồn ào um, Nó làm cho mạng xã hội cũng xôn xao như là cái vụ mà bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam rồi uh, nhiều người dân hoang mang, họ xếp hàng hàng ngày, hàng giờ để chờ lấy trọn một lần một bảo hiểm à, cái gói bảo hiểm của họ rồi xung quanh cái việc mà à, những tiệm vàng lớn bỏ chạy vì à, công việc kinh doanh của họ không thể phát triển được nữa hoặc là có những cái khuất tất ở bên trong rồi à, đến vụ tân hiệp phát nữa phóng các bạn ha à, Trước đó thì bà Trương Mỹ Lan bị bắt, rồi bây giờ tới ông Trường Quý Thanh, không biết sau này còn có ai hay không nữa. Hình như những tay to mặt lớn đều bị trong tầm nhìn của chính phủ hiện giờ hết. Vâng để cập nhật tin tức và chia sẻ đến tất cả quý vị thì Tân Hiệp Phát có một CEO mới 73 tuổi quốc tịch là người Anh. Và chúng ta chia sẻ về hàng loạt bê bối của Tân Hiệp Phát trước khi ông Trần Quý Thanh bị bắt. Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam thì cha con của ông Trần Quý Thanh Tân Hiệp Phát đã vướng vào không ít lùm xùm liên quan đến chất lượng sản phẩm cũng như những vụ lập ăn riêng bất động sản theo mình nhận thấy đó các bạn sao người nào dính líu tới bất động sản thì cũng không ít thì nhiều chứ sao gì cũng đứng trước vành móng ngựa hay là bị sạc nghiệp hay là bị vấn đề này vấn đề kia là quan những người dính líu tới bất động sản đây nha cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông trần quý thanh là tổng giám đốc của tập đoàn tân hiệp phát cùng con gái là trần uyên phương phó tổng giám đốc tập đoàn này một người con khác nữa của ông Thanh là Trần Bích Ngọc cũng bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tân Hiệp Phát được thành lập từ năm 1994 và là một cái tên đình đám trên thị trường giải khát Việt Nam với nhiều sản phẩm như là nước tăng lực, number one, trà xanh không độ, trà thanh nhiệt, Dr. Thanh. Dù lợi nhuận đến, đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, đại gia ngành nước giải khát này cũng gặp không ít lùm xùm liên quan đến chất lượng sản phẩm và hoạt động làm ăn đầu tư riêng rẽ của cá nhân trong gia đình của ông Thanh. Chúng ta nhớ lại cái vụ mà chai nước có ruồi giá 500 triệu đồng. Lâm sum lớn nhất của Tân Hiệp Phát có lẽ là câu chuyện chai nước có ruồi giá 500 triệu đồng năm 2015. Cụ thể ngày 3 tháng 12 năm 2014 ông Võ Văn Minh chủ một quán bún tại huyện Kẻ Bè, Tiền Giang khi lấy chai nước ngọt number 1 sản phẩm của Tân Hiệp Phát bán cho khách thì phát hiện ra trong chai nước ngọt có con ruồi. Nảy sinh ý định tống tiền, ông Minh gọi đến Tân Hiệp Phát yêu cầu chi 1 tỷ đồng, nếu không sẽ khiếu nại lên bàn bảo vệ và người tiêu dùng Phía công ty nhiều lần gặp ông để trao đổi và cho biết không giải quyết bằng tiền đối với sản phẩm lỗi mà chỉ đổi bằng một số sản phẩm. Ông Minh không đồng ý và sau nhiều lần thương lượng, ông hạ mức tiền xuống còn 5 triệu đồng. 500 triệu đồng, xin lỗi quý vị. Ngày 27 tháng 1 năm 2015, các nhân viên của Tân Hiệp Phát đến quán giao tiền cho ông Minh. Tuy nhiên khi biết xong giấy biên nhận và bỏ tiền vào cốp xe thì ông Minh bị công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ. Kết quả là ông Võ Văn Minh bị phạt 7 năm tù về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong vụ việc này, Tân Hiệp Phát đã thành công khi phơi bày lòng tham của ông Minh, nhưng họ vẫn thất bại nặng nề cả về thương hiệu lẫn doanh thu sau gần một năm liên quan đến vụ việc. Theo công bố của doanh nghiệp, họ đã thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng trong khi đó nhiều người tiêu dùng quay lưng lại với sản phẩm của Tân Hiệp Phát chúng ta còn nhớ đứa con 7 tuổi của anh Minh khi cha bị đi tù thì đứa con cất tiếng gọi trong tòa là ba ơi chừng nào ba về ba ơi đừng bỏ con Tiếng khóc của đứa bé nó làm lay động đi lòng của người dân và cảm thấy rằng um, Tân Hiệp Phát đã bài mưu tính kế và bày ra một cái trận đồ để bắt ông Minh này đi tù. Dĩ nhiên ý kiến người có hai chiều một bên, bên à, ông Minh một bên thì à, lên án ông Minh, à, còn về à, cái tính nhân đạo và cái lý trí thì tùy theo mỗi người suy nghĩ phẩm các bạn. Trước đó doanh nghiệp này cũng từng nhiều lần vướng phải nghi vấn về chất lượng sản phẩm, đơn cử hồi tháng 3, năm 2009, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Biên Hòa Đồng Nai, phát hiện chai nước tăng lực năm 1 quanh, còn đầy nắp có ống hút bên trong. Đã đầy nắp rồi mà ống hút vẫn còn ở bên trong. Đại diện Tân Hiệp Phát thừa nhận đó là sản phẩm lỗi. Nhưng khi đưa tiền bồi thường cho bà Hà thì Tân Hiệp Phát lại gọi công an đến bắt bà vì tội tống tiền do có đầy đủ giấy tờ nên công an đã trả tự do cho bà Hà như vậy là Tân Hiệp Phát lại gây bẫy người ta thêm một lần nữa nhưng bà Hà đã biết cái vụ này và có đầy đủ giấy tờ cho nên công an đã tha bổng cho bà này. 3 tháng sau đó cơ quan điều tra phát hiện 26 tấn thương liệu chế biến nước giải khát do nước ngoài sản xuất đã hết hạn sử dụng. Hàng gắn nhãn gửi đến công ty Tân Hiệp Phát tại kho hàng của Tân Hiệp Phát chi nhánh Bình Dương, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 60 thùng hương liệu có thời hạn sử dụng ngày 3 tháng 11 năm 2008, quá hạn 6 tháng so với ngày phát hiện. Như vậy là họ vẫn dùng hương liệu đã quá hạn hơn 6 tháng rồi. Hay cuối năm 2010, ông Trương Ngọc Tuấn thành phố Hồ Chí Minh cũng phát hiện 6 chai sữa đậu nành number no. 1 soya đã gần đục có lớp kết tủa màu trắng. Lô hàng này được ghi trên chai là sản xuất vào tháng 9 năm 2010 hạn sử dụng ngày 25 tháng 6 năm 2011. Hàng loạt lùm xùm về đất đai. Năm 2021, dư lượng tiếp tục xung xa về những lùm xùm liên quan đến Tân Hiệp Phát và gia đình ông Trần Quý Thanh về cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị điều tra kết quả đấu giả đất. Và đây là tờ báo kinh doanh nha các bạn ha, báo pháp luật ở Việt Nam cũng như những tờ báo ở Việt Nam Express và báo pháp luật. Vụ án này đã được cơ quan điều tra khởi tố vào tháng 3 năm 2021. Căn cứ theo đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, tổng giám đốc công ty CB đầu tư và phát triển Kim Quanh Đồng Nai. à, Xin lỗi quý vị Tại vì nghe một tiếng lớn Mình tưởng là có cái gì <laughs> Cùng một số người khác tố cáo Bà Trần Uyên Phương Và Trần Ngọc Bích Và một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo Chiếm đoạt tài sản Là các dự án bất động sản Có giá trị đặc biệt lớn Tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai Theo đó những người này Tố giác bà Trần Uyên Phương Bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân chiếm đoạt khoảng 1.000 tỷ đồng 1.000 tỷ đồng rất là lớn đó các bạn. Các bạn cứ tự nghĩ ra bây giờ à, 20 cái đó là giá trị trước đó còn lớn hơn nữa nha. À bây giờ mình cứ thử tính đi. À 1 uh, triệu á, một triệu đô là 23 tỷ. 10 triệu là 230. Này cũng khoảng gần cỡ 40 triệu đô rồi các bạn ha. À. một con số cũng giữ lắm mấy ngàn. À, người ta tố cáo là cá nhân này đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và trốn thuế tại công ty CP bất động sản Minh Thành Đồng Nai và công ty đầu tư xây dựng Nhân Thành. Uhm, người ta tố giác bà Trần Uyên Phương và bà Trần Bích Ngọc. Cụ thể, phía Kim Quanh Đồng Nai đã vay 350 tỷ đồng với lãi suất là 3% một tháng. Từ gia đình bà Trần Uyên Phương, thế chấp bằng hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần của công ty Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư tại xã An Phước. Việc Kim Quanh tìm đến Tân Hiệp Phát để vay tiền như đã trình bày diễn ra trong bối cảnh công ty đang cần tiền thanh toán cho chủ cũ của Minh Thành Đồng Nai theo hợp đồng đã thỏa thuận. Tuy nhiên, khi phía Kim Quanh Đồng Nai trả tiền thì Tân Hiệp Phát không chấp nhận. Đến đầu tháng 11 năm 2022, cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản để chờ kết quả giám định. Một người khác là doanh nhân Nguyễn Văn Trung cũng có đơn tố cáo bà Phương cho vay 35 tỷ đồng bắt ký hai hợp đồng giả cách rồi chiếm đoạt khu... hai khu đất trị giá là 200 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là người ta vay có 35 tỷ nhưng mà chiếm đoạt người ta với hai khu đất tự trị giá 200 tỷ đồng. Đầu tháng 3 năm 2021 khi văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến đơn của ông Trung thì người đàn ông này bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan đến một vụ án khác nữa. Mới đây nhất, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh điều tra hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế đối với bà Trần Uyên Phương là con của chủ tịch tập đoàn Trần Quý Thanh, Tân Hiệp Phát. Liên quan đến việc nhận chuyển nhượng 6 lô đất tại thành phố Hữu Đức, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là bà Trần Uyên Phương từng tham gia góp vốn thành lập 11 doanh nghiệp với đăng ký hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản, vốn điều lệ của mỗi doanh nghiệp này đều lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Tham vọng lấn sân sang lĩnh vực bất động sản của gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát xuất hiện khoảng từ vào năm 2018 khi các thành viên trong gia đình ông Thanh bắt đầu thành lập các công ty bất động sản với vốn điều lệ rất là lớn. Đáng chú ý Hồi 2019 và năm 2020, gia đình Tân Hiệp Phát cũng từng chi hàng trăm tỷ đồng thu tóm đất vàng qua chính thức đấu giá tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cuối năm 2021. Ông chủ Tân Hiệp Phát cũng là một trong số những đại gia tham gia đấu giá đất vàng Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh. À, các bạn biết không, bây giờ những cái khu đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh ở rừng gần gần đó Bình Dương, Thủ Đức thì mấy ông trùm này rất là được ai đó thao túng cho nên cứ làm ăn càng ngày càng phát tới và không xem ai ra gì. Tần CEO của Tân Hiệp Phát 73 tuổi quốc tịch là người Anh, là sếp của một tập đoàn đa quốc gia tư vấn cho những ông lớn hàng đầu của thế giới. Vào ngày 11 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát có địa chỉ ở tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã có thông báo với báo chí về việc thay đổi nhân sự cũng như tình hình hoạt động của doanh nghiệp sau khi ông Trần Quý Thanh, tổng giám đốc và bà Trần Uyên Phương, phó tổng giám đốc bị bắt một ngày trước đó. Theo đó, ông Rido Davis Charles, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty sẽ đảm nhận vai trò tổng giám đốc đại diện theo pháp luật của công ty Tân Hiệp Phát. Ông Riddle Davis đã tham gia hoạt động của công ty Tân Hiệp Phát hơn 13 năm qua với chức vụ là phó chủ tịch hội đồng quản trị và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của công ty này. Theo thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh từ tháng 10 năm ngoái tới nay, ông Riddle Davis Charles là người đại diện theo pháp luật của công ty cùng với ông Trần Quý Thanh, còn trước đó, ông David là một trong hai người đại diện pháp luật của Tân Hiệp Phát cùng với bà Trần Ngọc Bích. Theo như tìm hiểu thì thông tin về ông David còn xuất hiện với tư cách là phó giám đốc điều hành của Logistics Bureau, một doanh nghiệp đa quốc gia chuyên tư vấn quản lý tập trung vào lĩnh vực chuỗi cung ứng và Logistics thành lập từ năm 1997 trụ sở chính tại Úc và đã mở rộng chi nhánh đến New Zealand, Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Malaysia. Trước đó, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính của nước Anh trước khi chuyển đến Úc. Ông David gia nhập Logistic Pro vào năm 2001 và đã có 9 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính tại Anh trước khi chuyển đến Úc, sau khi chuyển đến Sydney là Úc. David đã có 15 năm giữ vị trí quản lý cấp cao trong ngành may mặc và mỹ phẩm ở cả kênh bán lẻ và buôn bán ở Mayer Race Bros và hai công ty đa quốc gia lớn của Mỹ trước khi chuyển sang tư vấn chuỗi cung ứng. Cũng theo Logistics Pro, David đã tham gia và quản lý nhiều dự án liên quan đến dịch vụ khách hàng, và tối ưu hóa trung tâm cuộc gọi. Gia công phần mềm, vận chuyển và phân phối cũng như liên kết chuỗi cung ứng trong lĩnh vực bán lẻ, ông David cũng đã tham gia lãnh đạo đội ngũ chiến lược trong các mảng dịch vụ tư vấn. Với bao nhiêu đó thôi thì chúng ta cũng thấy rằng ông David rất là quan trọng trong công ty của Tân Hiệp Phát thưa các bạn vì vậy mà ông khi mà ông Trần Quý Thanh bị bắt thì ông này sẽ tự động lên chức là CEO là chuyện dĩ nhiên rồi. Dịch vụ tư vấn của Logistics Pro trải dài khắp khu vực và bao gồm các quốc gia như Argentina, Australia, Brazil, Campuchia, Trung Quốc, Ai Cập, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Thái Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và cả Việt Nam. Một số khách hàng lớn của Logistics Pro được liệt kê trên website như Adidas, Samsung, Penrite, PepsiCo, Nga và Volvo. Uhm. Thì dĩ nhiên à, sau khi à, Yên Phương và Ngọc Bích cùng với lại cha của mình là Trần Quý Thanh bị bắt Tổng giám đốc vị Bắc Phó Tổng giám đốc vị Bắc Thì dĩ nhiên à, Ông phó là ông David này Sẽ tự động lên chiếc CEO Để vận hành công ty Phải không các bạn ha à, Gần đây mình thấy ở Việt Nam Xảy ra rất là nhiều chuyện Nhất là những người kinh doanh Bất động sản Một thời gian Khi mà làm ăn à, à, Được à, lên tới Bắt đầu lên tới à, quỹ đạo rồi nha Thì bắt đầu là được gọi tên À, trong tầm nhìn của à, chính quyền thì dĩ nhiên chắc trong quá trình mà làm ăn trước đó họ đã có vấn đề có những cái khuất tất cũng như bây giờ những chuyện lùm xùm khi Tân Hiệp Phát à, vỡ chuyện ra bị bắt thì chúng ta cũng thấy rằng là báo chí bắt đầu đưa tin là trước đó là rất có nhiều người đã làm đơn tố cáo um, tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chiếm đoạt tài sản của họ rất nhiều Vâng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ thông tin và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều.